Chào quý vị và các bạn. Mọi người thấy cái mở cảnh, thấy nguyên con heo quay, thấy mấy con gà, thấy bánh trái rồi thịt rượu, xôi gấc, rồi chè cháo các kiểu, là mọi người thấy chưa? Mọi người tưởng hôm nay là đám giỗ hay đám quả gì đúng không? Không phải đâu nha. Đây là cái mâm cúng một dự án lại chuẩn bị bắt đầu khởi động. Và đây là cái dự án điện ảnh thứ hai của Colorman Entertainment phối hợp cùng với Triple Pictures. Hãng phim Triple Pictures là một hãng phim luôn luôn đồng hành với Colorman Entertainment trong rất nhiều thứ, và đặc biệt là điện ảnh. Và đây là bạn Quang Trí, CEO của Triple Pictures, một cái hãng phim luôn luôn đồng hành với Colorman Entertainment trong rất nhiều lĩnh vực, nhưng đặc biệt là điện ảnh. Và năm nay thì hai anh em chúng tôi lại tiếp tục bắt tay nhau trong một dự án điện ảnh mới có cái tên, phim có cái tên nghe rất là rùng rợn, Nightmares. Dịch ra tiếng Việt nó là cơn ác mộng, nhưng mà cái tên phim của mình không phải là tên đó. Mọi người, tụi tôi đang suy nghĩ một cái tên, chưa nghĩ ra tên nào hết, chỉ biết rằng là có một cái tên mà tụi tôi đang rất là thích, đó là gì hết? Tao biết mày là ai. Tao biết mày là ai. Cái phim này nghe này mọi người tưởng kinh dị, nhưng nó không chỉ là kinh dị đâu, nó mang màu sắc của kinh dị, nhưng mà nó là vừa là phim hành sự thriller, sát tâm lý, tâm lý. Không, hy vọng thì với cái bộ phim thứ hai này thì mọi người cũng hy vọng rằng là sẽ mang đến cho mọi người thêm một cái món ăn tinh thần mới nữa. Bên cạnh show của Điền Quân thì mọi người đã yêu thích rồi, sau đó sẽ tiếp tục là cái kênh của Colorman. Thì bây giờ cái phim đầu tiên đã đi qua rồi, đó là Bao Giờ Hết Ế, và phim thứ hai hy vọng là sẽ thành công và được mọi người đón nhận và ủng hộ nhiều hơn nữa. Và bây giờ thì trong 11 giờ thì còn nửa tiếng nữa thì chúng tôi sẽ lên cái mâm cúng này để cầu xin là trời Phật độ cho mình, độ cho cái bộ phim này của mình, độ cho đoàn phim thành công tốt đẹp. Bây giờ thì mời mọi người theo trên Colorman đi vô hậu trường, một cái này nó mới vui, để xem các diễn viên của chúng ta là ai và họ đang định trang như thế nào. Thấy mấy người game vô điện hay lắm nha, không có gì thế nào cũng tham gia trên. Dạ. Nhưng mà anh tham gia dẫn như là sao, hay là cái nào à? Ngồi giám khảo chứ đồ hả? Tại vì anh đưa làm bài khảo cho mấy cuộc thi hoa hậu nhân dân. À, vậy hả? Rồi, vậy là em nhớ rồi. Đây là anh Công Hậu. Mọi người là ngày xưa mà những cái thế hệ bằng tuổi của Lomen là chắc chắn là sẽ biết anh Công Hậu ha, diễn viên Công Hậu. Như Công Hậu là bằng tuổi mình hay sao? Năm 69 hả? Không, lớn hơn. Lớn hơn, 6 tuổi. 40 tuổi hả? 40 tuổi hả? Dữ vậy? Ủa, sao kẻ gì rồi? Kẻ gì nữa? Dạ rồi, mời mọi người vào trong. Em giới thiệu với anh Mai Thế Hiệp, anh này là phụ trách sản xuất phim cùng với Triple. Rồi anh Mai Thế Hiệp chào mọi người, đạo diễn sản xuất, anh có rất nhiều cái phim đã ra rạp rồi và được mọi người rất là yêu thích rồi. Nhưng mà đó là trong nhưng mà thường thì một cái tác phẩm thì mọi người thường hay được để ý tới diễn viên nhiều hơn, phải không? Chứ còn những người đứng đằng sau là ví dụ như đạo diễn, sản xuất nhiều khi mọi người không biết. Đây là bạn anh Mai Thế Hiệp sẽ đồng hành với lại Quang Trí và Colorman trong dự án Tao Biết Mày Là Ai. Mọi người có gì viral dùng cho Colorman cái câu này nha. Mày biết tao không? Mày biết tao là ai không? Biết. Bắt đầu liền. Biết. Tại sao mày biết tao là ai? Mày biết tao là ai không? Mày biết hả? Tại sao mày biết tao là ai? Tao cũng biết tao là ai mà. Tao không biết tao là ai. Đúng rồi. Chưa được đây. Đây mọi người thấy cái định trang thôi, điện ảnh thì nó khác lắm. Mọi người thấy định trang không, mà đã thấy hoành tráng rồi. Và mình đang có mặt tại ở đây là cái studio của HK Film. Ôi, anh trai.
Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn Tú, đạo diễn. Đạo diễn rất trẻ và đây là coi như là bộ phim đầu tay của anh, đúng không? Dạ. Bộ phim điện ảnh đầu tay. Bộ phim điện ảnh đầu tay đúng không? Thì tôi có rất nhiều phim đầu tay. Hồi hộp không? Dạ, hồi hộp. Đã không? Thường phải có cái đầu, có cái thứ hai chứ đúng không, quý vị các bạn? Mình cứ thích cái gì mình cứ đầu tay là mình thích. Cứ đầu tiên đi, một là ăn đủ mà hai là thua đủ. Đầu tiên là sướng nhất. Kệ nó vậy, chơi vậy nó trở sướng. Dạ, mà vào hộp trường đó. Mai Ngô sẽ có một vai trong phim của chúng ta. Ủa, nhưng mà Mai Ngô bự con vậy? Tại nay em bận đồ rộng cho thoải mái mọi người. Mai Ngô sẽ làm một vai Canel. Là một vai xuất hiện rất nhỏ, nhưng mà bởi vì quý mến mọi người cho nên là Mai Ngô sẵn sàng làm một vai cho vui. Dạ. Bây giờ để mình dắt anh Trí cho nên giới thiệu một số bạn diễn viên ở trong này luôn nha. Ok. Ủa mà Mai Ngô ở trong cái gì ta? Cái show gì quên mất à? Gương mặt thương hiệu anh. The Face. Chắc mọi người vẫn còn nhớ ha. Facebook quá. Có thấy có friend chung á. Không có, các bạn lâu lắm rồi đó, các bạn với Trúc Diễm chắc cũng phải ít nhất là cũng 10 năm rồi đó. Trời từ lúc mà Facebook mới bắt đầu có. Ừ em nhớ mà. Nhưng mà ủa anh với anh không gặp nhau. Ừ, anh em chưa có duyên nào làm việc chung á. Thì lần này có duyên. Cho nên hôm bữa anh Trí nói là chọn em vô là chính anh ok liền. Tại mình mê từ 10 năm trước rồi đó. Bắt tay cái cảm ơn. Mấy đùa lo chứ mấy anh em làm chân không có lời. Dạ. Anh em kêu nói sao anh nghe vậy? Đợt anh qua Singapore thăm văn phòng của Facebook em cũng qua sau anh. Sao vậy hả? Em nghe chị Nam bạn em nói là anh Điền có qua. Có nói là nghe không vậy đó. Rồi mình đi vô trong bên này là bắt các bạn những người đang ở trong bên kia. Hoàng Anh mà lên cái on screen anh nhìn ở trong á, nhìn rất là kiểu rất là hợp vai quá mà creepy. Bác sĩ tâm lý. Hoàng Anh bữa có tham gia cái dự án gì mình mà. Đúng rồi. Ngủ hận. Mà vai bác sĩ rất là hợp. Và vai ác hay là vai bác sĩ là ác hay là vai này okay. I won't like spoil. Don't spoil film. Okay. Okay. Sao có thói quen thì hỏi là em trả lời méo xíu bác sĩ chân. Đang tưởng tượng hình ảnh bác sĩ đang cầm dao kéo một cái dao của người kéo như là tưởng tượng giống như trong những cái chainsaw đó. Em giới thiệu Điền luôn, đây là bạn Dũng Pino, là bạn sẽ vào vai Khoa. Bốn vai chính. Trai quá. Ca sĩ anh hát rất là hay. Chưa biết. Chưa biết phim sao nhưng mà thấy diễn viên là thấy mê rồi. Kệ nhỏ thư ký của tôi nó đứng nó dòm, nó nuốt nước miếng ngoài. Lộ quá Vân. Không thay đổi ngoài anh. Dũng đội liên hành là bộ này là màu đen, bộ đen là cái bộ này đi tìm là bộ đồ mổ hả? Đồ nam nó như nhau, cái con mổ giống như nhau.
giới thiệu anh Điền, anh bạn diễn viên Huỳnh Trường Thịnh. Thịnh hả? Dạ. Xin chào em. Thịnh Sơn Hồ Bảy Minh. Rồi cái bạn đang cột dài đứng lên đó là bạn Đắc Minh. Xin chào anh. Mình luôn hả? Dạ. Mình là người trước giờ có tham gia gì bên mình với ta chưa hả? Dạ có, em có game show, mấy game show mình đang chưa nhé. Dạ, lại tham gia mấy game show. Gì mà nhìn cái gì đoán đoán thật giả vậy mua anh tên phản ứng bất ngờ. Đúng rồi. À, bên kia là áo xanh mà đang làm tóc làm đầu là bạn Xuân Văn. Xuân Văn ơi. Ôi tóc xấu quá. Xin lỗi em. Anh hại em quá. Xin lỗi mọi người là lúc này đang hóa trang đang chuẩn bị cho nên là chưa có tương tác lắm. Rồi còn ở ngoài trong góc kia là bạn Lê Quang Vinh, một bạn diễn viên trẻ sẽ là bạn công an. Nó cũng ít cao lắm anh, nó có mét tám mấy à. Sao dàn diễn viên mình đợt này cao quá trời, cao trời. Đúng nhìn muốn ngột luôn á. Tại xuất diễn anh. Tại nữ, tại vì nữ trên nữ nó đã cao mét bảy mấy rồi cho nên là cái thằng nam nó phải nó cao mét tám mấy mới mới hợp. Mấy bạn phải cảm ơn mình đi đúng không? Tại cứ lấy những gì thấp thấp không mà nó có cơ hội đi cao nữa. Đi mấy cũng mấy tăm mấy không ạ? Sẽ cho cũng cao. Anh là vậy lộn anh mấy tăm mấy nè. Cường mới cao, cũng mấy tăm mấy. Thế thôi, đi mấy tăm mấy nè, nó còn đi nhón. Dạ đúng rồi, đưa cho lộn thấy gì luôn. Cô nghĩ đâu đây? Người ta không muốn gọi không muốn nhiều nữa. Ở đâu? Anh ở kính phòng trường đâu? Quay qua quay lại. Không muốn nó. Bây giờ có không xịt nước. Ồ, chị Trinh. Dạ chào anh. Xin chào chị đã. Trời ơi, bà quên tôi luôn mà. Không có, nhớ mà tôi đang buồn đang ở đây. Trời ơi, 10 năm rồi còn gì? Còn 10 năm ha. Phải ha. Trời ơi. Đi. Từ thời trong phát Việt Nam, chị đi sang bên đây khác. Ồ. Anh có vô vai nào không anh? Thôi, đừng để phim nó đang yên, đang ổn, đừng kéo anh vô. Thôi có anh, mà em vô vai vai gì? Vai nhà đầu tư. Có anh. Có thiệt mà, có vai đó thiệt á. Tôi đang làm ăn được nha, tôi đang bán bánh mì với sô-cô-la rồi đang ngon lành. Vai đó rất là ok. Rất hợp vai luôn á. Ừ, kiếm cho tôi nó dai nào hiền hiền để bà con ta thương ta mua bánh mì với sô cô la ủng hộ tôi á. Thiệt rồi vô. Thiệt hả? Hả? Bánh mì gì? Bánh mì Colima, trời sáng giờ em ăn sáng. Sao? Ủa là bánh mì đó đó hả? Đúng rồi, nè, đây nè. Bánh mì đó ông cứ bóp ra gì chị chưa? Vậy là làm phim rồi có bánh mì 12 ngày một ổ, rẻ chưa? Trời quên, tí không dặn mang sô cô la tặng mấy người. Không sao đâu anh, không sao đâu anh, tại vì tụi em còn tới 4 tuần quay lận cho nên là bất cứ lúc nào cũng được cả. Thôi anh sẽ đi theo nè, đi theo sắp dõi cho anh Hiệp nè. Một cái đồ này là đồ y tá, đồ này là mình may đúng không? Tại có anh ta sắm da nhà, ta Diễm có gì kia ha, nói một cái rồi. Đóng đinh này là sao, cái gì? Dạ, may chứ rồi, cái đồ này may chứ rồi. Anh chị, những cái này là mai. Chút diễm ở ngoài đẹp hơn trên hình. Khẳng định luôn. Các bạn có đồng ý với Colorman không? À. Chút diễm ở ngoài là đẹp hơn trên hình. Hôm nay được hóa trang trẻ thì cho cái phân cảnh là trẻ hơn 10 tuổi nên nó đẹp hơn trong mình. Trong mình make up nhiều quá. Đẹp hơn trong mình. Giống như mình đó, giống như anh. Anh ở ngoài cũng đẹp hơn trên hình. Không ai hẳn. Người ta nói không có ăn ảnh là tốt đó anh. Ăn ảnh nó khổ. Đúng rồi, ăn ảnh nó số khổ không? Mẹ cũng chưa hiểu tại sao ăn ảnh nó khổ, tại là nghệ sĩ phải ăn ảnh chứ. Đúng rồi. Nói dù chứ vô phim mà không ăn ảnh chết luôn á. Chết luôn. Ừ, có mấy cái phòng này hay ha. Có bên Colorman House mình. Ủa, có tháng gì mình ra. Gọn gàng ha. Ủa Trinh Hoan đây có đây
Dạ. Sáng là ăn sáng phải ông vô mà rồi xong mình bắt tay. Rồi cho nên bạn học anh đó, bạn học anh đó. Dạ. Học cùng trường luôn. Cùng trường cùng năm. Đi khác khác lớp rồi. Cho nên là học khối P, khối Pháp. Dạ. Hôm nay thì là mình chỉ định trang rồi mình test máy rồi xong rồi mình chốt những cái định cái lúc của nhân vật xong rồi khi mình ra phim trường thì mình cứ theo cái đó chứ mình không có tiết kiệm thời gian ở phim trường. Xung quanh sắp xong chưa? Đồ đẹp quá ha. Ồ, cuối cùng tấn không có gì mà. Hello. Ủa, Bình Đông sẽ vào vai ông Trọng. Đi lên sinh gia, giờ mới lên sinh gia. Giờ mới lên sinh gia. Mời khó lắm á anh. Bây giờ là em được bây vô giờ YouTube ta... của anh điền rồi, em được YouTube điền. Mừng quá mọi người ơi. Bộ có kênh không? Em có kênh không? Dạ. Dạ thôi ngồi không có kênh. Có kênh, có kênh, kênh của vợ em, bà làm nhưng mà em. Rồi, dạ. Kênh gì? Kênh gia đình thôi ạ. Kênh tên gì? Mình Đông Á Châu luôn, tên hai vợ chồng. Kênh Huỳnh Đông Á Châu. Khán giả có comment qua ủng hộ cho kênh Huỳnh Đông Á Châu nha. Em đi, em còn đi ăn bánh mì nữa. Em mới có tiền em bánh mì nữa. Mình Đông giờ đạo diễn mà đâu có thích đi đóng phim đâu đúng không? Đâu có lên sinh vai mà, hôm nay em lên sinh vai mà. Được vai rồi mà, anh nói gì tội nghiệp em. Nghề gốc của em mà sao không đi đâu. Được vai xin thêm vai nữa. Dạ, quay đi sinh vai. Chưa có đi tiền. Cái nhà vui. Lấy dàn cá sạch thấy khoái rồi nha. Anh vô bên vai nữa là cứng cự luôn á. Này vô vai nữa là cứng cự luôn. Vô vai là vai xong dẹp thì bánh mì luôn chắc. Trí nó chính tính cho anh vô vai gì mà cưỡng hiếp gì đó, hiếp dâm gì đó. Thôi không có. Nó giỡn, nó giỡn. Rất là lịch sự. Nó ghẹo mình đó. Rất là sự. Ghẹo mình đó, nói cho anh có cái vai này hợp với anh, bánh mì vai là gì đó. Ta vô vai đó xong không ai ăn bánh mì của tao, tẩy chay bánh mì của tao, em tẩy chay sô cô la tao chết tôi luôn. Đúng không quý vị các bạn? Thôi già là không có chơi dài, bữa nay nó suối suối khoái đóng phim mình chết. Hủy hoại cả một sự nghiệp ẩm thực của mình. Anh qua bên ngoài. Anh quanh coi coi bên ngoài. Đây là đạo diễn hình ảnh, đạo diễn hình ảnh của phim Tao Biết Mày Là Ai. Xe đường Minh Tháo nó đứt cổ cho luôn Minh ơi. Dạ. Cái màu đó lên rồi để test thử. Cái này đâu mà. Dạ. À, một nút thôi. Không rồi. À mình coi nữa. Đúng rồi. Một nút thôi. Ok hơn. Không biết được theo các bác nếu mà đi. Không, tại vì nó mời đi về nó tháo rồi hiểu thì nó sẽ nhìn nó đỡ. Lên cái con xuống lên màn hình cho màu khác. Chung ơi em tháo con áo vest không đi chung. Tháo nút áo vest không đi cho thoải mái anh chị. Chắc chưa? Cạo rồi, chồng làm được. Chắc.
chỉ để rau trên thôi. Giữ rau trên, cái rau dưới này không cần. Và mình không cần để rau này. Rau này nó hợp với thái hơn, mình lát có rau. Tại vì hình ảnh của mình nó sẽ rất là clean, sạch sẽ, đẹp trai. Cho nên là cái này thành bỏ. Rồi cho thử rồi. Cảm ơn cả luôn em, cảm ơn cả luôn. Sự ngay luôn. Dũng ơi, rồi Dũng, rồi cho Dũng vô luôn. Dũng ơi, Dũng ơi. Khoa, để cho Dũng, đổ xì Dũng. Đứng hai tính chung cũng được, đứng chung cũng được. Ủa, y tá này là y tá làm việc hay là y tá phim mới thấy cơ, chất lượng không? À quý vị các bạn, quá đẹp trai, quá đẹp trai, quá đẹp gái. Em là tên Khoa, em có tên Dũng chưa? Khoa. Những ngày hôm nay thì vui á.
selfie, giả bộ selfie. Làm kiểu chuyện nhẫn như đồng nhi luôn. Tôi đang có mặt tại phim trường HK để cùng nhau cùng mấy phim điện ảnh này mình. Thank you.
Chào tạm biệt quý vị các bạn, đây là cái video đầu tiên. Hy vọng rằng trong suốt hành trình làm phim Tao Biết Mày Là Ai, Nightmares, mình sẽ gửi đến quý vị các bạn những hình ảnh hậu trường vô cùng độc đáo và thú vị. Bây giờ xin chào tạm biệt quý vị các bạn, và cũng mong rằng là các fan hâm mộ của Colorman cùng gửi lời chúc cho bộ phim của thứ hai của Colorman thành công tốt đẹp nha. Cảm ơn tất cả mọi người. We'll be right back.